Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Công ty Phanh Nissin Việt Nam đóng trên địa bàn xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản. Những năm qua, công ty đã không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Năm 2014, công ty sản xuất tiêu thụ khoảng 50 triệu sản phẩm. Hiện nay, công ty đang tạo việc làm ổn định cho gần 1.800 lao động với mức lương bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Sản phẩm của công ty cung cấp cho các đối tác Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, các nước châu Âu. Đặc biệt, thời gian gần đây, công ty cung cấp 80% sản phẩm cho công ty Honda Việt Nam, Yamaha Việt Nam, Suzuki Việt Nam và các đại lý sửa chữa xe máy lớn từ Bắc vào Nam. Năm 2015, công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo độ an toàn cao, thay thế dần các nguyên liệu nhập khẩu, cải tiến mẫu mã sản phẩm, củng cố hệ thống quản lý chất lượng, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân lao động, phấn đấu duy trì và tạo việc làm và thu nhập ổn định để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó cống hiến lâu dài tại công ty. Trong năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Quang, huyện Tam Đảo đang quyết tâm về đích hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã hoàn thành được 14 trên 19 tiêu chí đã đề ra. Trong năm tiêu chí chưa đạt, tiêu chí giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy cần có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Hiện nay hệ thống đường giao thông nông thôn của xã mới cứng hóa đạt 13,7 trên 25 km, đạt 55%, còn lại hơn 11 km chưa được cứng hóa, cần nguồn kinh phí hỗ trợ rất lớn. Để hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn vào tháng 10 năm 2015, cấp ủy chính quyền địa phương đang tích cực vận động nhân dân hiến đất, ngày công, đóng góp về kinh phí. Bên cạnh đó cũng cần có nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời của tỉnh, của huyện Tam Đảo. Hy vọng với sự chỉ đạo quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền cùng với sự đồng lòng chung sức của nhân dân, xã Minh Quang sẽ trở thành xã nông thôn mới của tỉnh trong năm 2015. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải bóng đá giao lưu giữa các chi đoàn trực thuộc sở. Giải bóng đá giao hữu gồm 4 đội liên quân, mỗi đội có từ 2 đến 3 chi đoàn của 12 chi đoàn trực thuộc. Với thể thức đấu loại trực tiếp, sau buổi khai mạc là trận thi đấu giữa hai liên quân của Văn phòng Sở, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, với đội Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao, Trung tâm Chiếu phim tỉnh. Giải bóng đá giao hữu của Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch diễn ra là sự kiện thiết thực chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là cơ hội để đoàn viên thanh niên sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tích cực hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và giải phong cách cho các đội có thành tích xuất sắc trong thi đấu. Chuyển sang phần tin trong nước. Kể từ khi chính phủ có chủ trương thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đến nay chưa bao giờ công tác này đạt kết quả như mong muốn. Bởi đây là công việc đầy khó khăn liên quan đến hàng loạt vấn đề hóc búa, đòi hỏi sự vào cuộc với tinh thần kiên quyết, cách làm phù hợp với thực trạng của mỗi đơn vị được cổ phần hóa. Mục tiêu chung của cả nước là cổ phần hóa xong 432 doanh nghiệp trong giai đoạn 2014-2015. Đến thời điểm hết năm 2016, cơ bản hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đây là nhiệm vụ rất lớn, phức tạp, là thách thức đối với các cấp, các ngành, đơn vị hữu quan. Theo Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đến thời điểm này, kết quả cổ phần hóa tăng gần 2 lần về số doanh nghiệp so với năm 2013. Đặc biệt, các doanh nghiệp nhà nước thoái được số vốn gấp 6 lần, tương ứng hơn 6.000 tỷ đồng, bằng 1,3 lần mệnh giá ban đầu. Đã có 143 doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa và một số đơn vị khác được chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc giải thể, sáp nhập. Những kết quả trên đã được ghi nhận, đánh giá tích cực từ các cơ quan hữu quan, tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại rất nặng nề và chính phủ, các bộ địa phương đã xác định tinh thần chung là phấn đấu hoàn thành kế hoạch nói trên. Trong những năm qua, ngành xi măng nước ta luôn phải đối diện với nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, nhất là khi hàng loạt dây chuyền sản xuất được đưa vào hoạt động. Và hệ quả là ngành xi măng luôn ở trong tình trạng khó khăn với nỗi lo cung tăng cầu giảm. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng lâm vào cảnh nợ nần, phá sản, giá bán giảm sút mạnh. Tính đến đầu năm 2015, cả nước có 74 dây chuyền sản xuất xi măng đang vận hành, tăng 3 dây chuyền so với thời điểm đầu năm 2014, với tổng công suất thiết kế là 77,35 triệu tấn. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Xây dựng trong năm 2014, tổng sản lượng xi măng clinker tiêu thụ đạt hơn 70 triệu tấn, đạt 110,3% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2013. Trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 50,9 triệu tấn, tăng 10% so với năm 2013, xuất khẩu khoảng 19,7 triệu tấn, tăng 30% so với năm trước.
lượng xi măng tồn kho giảm mạnh, chỉ còn khoảng 600.000 tấn. Theo Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng Lê Văn Tới, cả tiêu thụ trong nước và xuất khẩu năm 2014 đều vượt kế hoạch đề ra, là dấu hiệu chuyển biến tích cực của thị trường xi măng. Những chuyển biến này được tác động bởi khối lượng xây dựng của cả nước có sự tăng trưởng khi thị trường bất động sản ấm lên. Các công trình hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được nhà nước chú trọng đầu tư nên tiêu thụ xi măng trong nước đã khá hơn. Ngoài ra, các doanh nghiệp xi măng cũng đã chú trọng tới việc mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2015. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản quy định về phí dự thi và tuyển sinh theo hướng mức phí lệ phí của kỳ thi này không tăng hơn so với các quy định hiện hành. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo để chỉ đạo việc xác định phương án và chuẩn bị điều kiện đối với các cụm thi, địa điểm thi dành cho các đối tượng thí sinh Trung học phổ thông quốc gia dự thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp. Chủ động phối hợp với các trường đại học trong việc tổ chức thi tại các cụm thi trên địa bàn, bảo đảm các điều kiện về giao thông đi lại thuận tiện, nơi ăn nghỉ của thí sinh và gia đình thí sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Cùng với đó, tăng cường vận động các tổ chức đoàn thể hỗ trợ giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu vùng xa có điều kiện tham dự kỳ thi. Không để học sinh nào phải bỏ thi chỉ vì điều kiện kinh tế hay đi lại quá khó khăn. Theo ước tính chưa đầy đủ của ngành y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 150.000 ca mắc mới và trên 75.000 ca tử vong do ung thư. Tuy ung thư gây tử vong rất lớn, nhưng có tới 40% trường hợp mắc ung thư có thể phòng ngừa được và một số ung thư phổ biến nhất, kể cả ung thư vú, đại trực tràng và cổ tử cung, có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết thêm, thời gian gần đây, có nhiều bệnh viện và trung tâm ung bướu đã được xây mới và đưa vào hoạt động. Nhiều kỹ thuật cao đã được triển khai. Tuy nhiên, công tác phòng chống ung thư tại Việt Nam mới chỉ đáp ứng được 25% nhu cầu thực tế. Trang thiết bị cho chẩn đoán điều trị chăm sóc còn thiếu ở hầu hết các tỉnh, dẫn tới kết quả điều trị không đồng đều và quá tải ở tuyến trung ương. Chuyển sang phần tin quốc tế. Trong cuộc họp báo chung sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Syria tại thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Lavrov đã lên tiếng chỉ trích Mỹ liên quan đến việc chính phủ của Tổng thống Barack Obama từ chối hợp tác với Syria chống lại lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Ông Lavrov nhấn mạnh, lãnh đạo liên minh có ý đồ chính trị khi cáo buộc quan điểm nói rằng hợp tác với lãnh đạo và quân đội Syria trong cuộc chiến chống lại lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng là bất hợp pháp. Tôi tin rằng quan điểm trên là phản tác dụng. Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ không bao giờ thương lượng hay đàm phán với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong khi đó, Ngoại trưởng Syria khẳng định quân đội nước này đang tích cực hợp tác với các nhóm vũ trang của những bộ tộc địa phương để đối phó với các tay súng nhà nước Hồi giáo tự xưng. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, bà Federica Mogherini, đến Cuba trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán với La Habana để hướng tới mục tiêu bình thường hóa quan hệ với đảo quốc này. Văn phòng của bà Mogherini cho biết, trong chuyến thăm Cuba kéo dài 2 ngày, bà Mogherini sẽ hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào một thời điểm quyết định đối với tiến trình đàm phán giữa hai bên. Trong bối cảnh mối quan hệ băng giá trước đây giữa Cuba và phương Tây đang ấm dần lên, đặc biệt từ sau khi La Habana bình thường hóa quan hệ với Washington một vài tháng trước. EU và Cuba đã tiến hành vòng thương lượng thứ ba giữa các trưởng đoàn đàm phán hồi đầu tháng 3 này nhằm giải quyết những vấn đề nhân quyền nhạy cảm và để hoàn tất một thỏa thuận về hợp tác và đối thoại chính trị. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ mọi dính líu tới một vụ tấn công mạng nhằm vào trang web Register.com của Mỹ sau khi tờ Financial Times đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đang điều tra về vai trò của quân đội Trung Quốc trong vụ việc này. Trả lời một câu hỏi của hãng tin Reuters về vấn đề trên, phía quân đội Trung Quốc tuyên bố những lời chỉ trích rằng quân đội Trung Quốc nhúng tay vào hoạt động tấn công mạng là giọng điệu cũ rích và hoàn toàn vô căn cứ. Chính phủ Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối và xử lý theo luật pháp các vụ tấn công mạng cũng như những hành vi phạm tội có liên quan. Trước đó, tờ Financial Times đưa tin các tin tặc dường như đã xâm nhập vào mạng máy tính của Register.com trong khoảng một năm, song hoạt động của chúng không làm gián đoạn hoặc không đạt được mục đích đánh cắp dữ liệu khách hàng.
Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và các đối tác châu Âu đã trao đổi một cách thiện chí về việc hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Hy Lạp. Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Jean-Claude Juncker cho biết EC quyết định cung cấp cho Hy Lạp 2 tỷ euro trích từ nguồn vốn của EC chưa sử dụng nhằm hỗ trợ quốc gia này thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm. Số tiền này không làm giảm bớt nhu cầu thanh khoản của quốc gia mà sẽ được phân bố cho các chính sách xã hội. Chủ tịch EC Juncker nhấn mạnh mục đích của việc hỗ trợ này là nhằm chống cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp. Quyết định giải ngân hỗ trợ của châu Âu cũng giúp cho Hy Lạp vẫn ở lại với khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Chủ tịch Juncker cho biết, trong vài ngày tới, Hy Lạp sẽ phải làm việc với nhóm Bruxelles để lên kế hoạch chi tiết cho các cải cách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc.